À, chào các anh chị. Hôm nay tôi trình bày một cái lời giải đề thi môn xác suất thống kê học kỳ 2 năm 2021 à, K2. Do cái tình hình dịch bệnh cho nên là thi trễ ngày 28 tháng 10, hôm nay là ngày 2 tháng 11. Đề thi các anh chị thấy có 4 câu, 4 bài. 1, 2, 3, 4. 4 với 2 là 6, với 4 là 10 điểm. Đây là thứ 3 ngày 02 tháng 11 21. Đây là buổi tối nè, tối rảnh mới giải bài. Giải đề cuối kỳ môn xác suất thống kê. Học kỳ 2 năm học 2020 2021 thì 28 tháng 10 năm 21. Này là đề của K2. Này đề thi không có sử dụng tài liệu ha. Chỉ có hai cái bảng, chỉ có các cái bảng số kèm theo. Câu 1.
trên 7 rưỡi. Xong rồi bán hết 10 phút rồi. Y NY, số trái là NY còn cái hàm lượng vitamin ký hiệu là XY, có cái số liệu là 6 8 10 12 14 16. Tần số là số trái tương ứng á, lần lượt là 5 10 20 35 25 và 5. Rồi bây giờ số liệu thì để nguyên này xử lý cũng được, nhưng mà tôi Zero là biến đổi này, rồi là bằng 12, bước hát là bằng 2, đặt UI bằng XY trừ X Zero chia hát. Thế thì dòng thứ nhất U1 là bằng X1 là 6 trừ đi 12 là trừ 6, trừ 6 chia cho 2 là trừ 3, 8 trừ 12 là trừ 4 chia 2 là trừ 2, 10 trừ đi 12 là trừ 2 chia 2 là trừ 1, 12 trừ 12 chia 2 là 0, 14 trừ 12 là 2 chia 2 là 1, 16 trừ 12 là 4 chia 2 là 2. Kể cả mấy cái đường chấm mà làm cho có vẻ qua mắt. UI nhân với NI, 5 nhân trừ 3 là trừ 15, 10 nhân trừ 2 là trừ 20,
trừ 20. Không. 25. 10. Uy bình nhân với nợ y trừ 3 đem bình phương là 9 nhân 5 là 45. Uy nợ y uy bình nhé. Trừ 2 bình là 4 nhân 10 là 40. Trừ 1 bình là 1 nhân 20 là 20. Không. 1 bình nhân với 25 là 25. Rồi 2 bình là 4 nhân 5 là 20. Cộng 10 là 15, với 20 là 35, với 35 là 70, với 30 là 100. Số liệu của bài này nó đẹp hơn cái đề số 1, đề K1. Trừ 6 cộng với không, cái này đâu cộng làm gì, khỏi. Trừ 55 cộng 35 là trừ 20. Tám mươi lăm với 20 là 105, 103 hay là 150. Vậy chúng ta có u gạch sigma ui ni chia n là 100 trừ 20 chia 100. Vậy là trừ 0,2. U bình gạch sigma u y bình nhân với ni chia n 150 chia 100 1,5. Ở phương sai của những x ban đầu nha, h bình nhân với u bình gạch trừ đi u gạch đem bình phương bốn nhân với 1,5 trừ đi 0,2 đem bình phương.
nhân với 1.5 trừ đi 0.2 bình phương 5.84. Suy ra phương sai có hiệu chỉnh. Trăm chia 99. 5.84. Tám chín. Chín không đi ha, gần đúng. Ngoài ra chúng ta có ít gặp bằng cái chia rô cộng với h nhân với u gặp lúc nãy là trừ 0.2. Coi như 12 trừ đi 0.4 đó. Sau câu A, ước lượng hàm lượng vitamin C. Cái câu hỏi mình có nên ghi lại không? Dài quá mà ghi gì đó. Ước lượng hàm lượng vitamin C trung bình trong một trái với độ tin cậy 9-10%. Và cái bước thứ nhất chúng ta đã có ít gặp là 11.6 rồi nè, rồi hết bình phương 899 rồi nè, đem số 0 để mình biết là xấp xỉ 4 chữ số. Bước 2, cái kích thước mẫu lần trăm thể lớn hơn 30, nghĩa là mẫu lớn à. Phương sai chưa biết,
tôi sai tổng thể chưa biết. Biết bè độ tin cậy là 1 trừ alpha là 90%. Alpha là 0,1. Nên 1 trừ alpha chia 2 0,95. Chết 1 trừ alpha chia 2 chết của 0,95. Đây 0,9495 nè. Thì ứng với Z là dòng là 1,6, cột là 0,04. Cho nên 1,64. Phải số 4. Bước này gọi là tìm phân vị. Bước thứ tư ta tìm sai số ước lượng. Epsilon được tính bằng công thức là S chia căn bậc 2 của N nhân với Z 1 trừ alpha chia 2. S là căn bậc 2 của 5,899 chia căn bậc 2 của N là căn 2 của 100 nhân với 1,64. Xác suất nó có đặc điểm là số gần đúng nhiều. Này của 899 nhân với 1,64 rồi chia cho 10 0,3983. Tuy nhiên các số này là đều là gần đúng cả. Và bước thứ 5 chúng ta kết luận là phản ước lượng thôi. Về khoảng ước lượng
cho hàm lượng vitamin trung bình. Vitamin C. Trung bình trong một trái. Với độ tin cậy 90%. Y gạch trừ epsilon nên y gạch cộng epsilon 11,6 trừ đi 0,3983 rồi 11,6 cộng với 0,3983 1,9983. Đơn vị là miligam. Từ 11,2017 miligam cho đến 11,9983 miligam. Như vậy câu A là cái câu thuộc cái dạng bài là ước lượng trung bình. Câu A nó thuộc cái dạng bài là ước lượng trung bình. Tổng thể. Hoặc là nói cách khác là tìm khoảng tin cậy hoặc là khoảng ước lượng cho kỳ vọng. Các cái phương pháp thì các anh chị có thể xem thêm cái trong cái lời giải đề các cái học kỳ trước có nhiều phương pháp ha. B. Mục B. Những trái có hàm lượng vitamin C trên 11g trở lên là trái loại 1. Ước lượng tỷ lệ. Dạng bài câu B là ước lượng tỷ lệ. Bước thứ nhất là chúng ta tìm tỷ lệ mẫu. Bây giờ cái những trái mà
loại 1 là trên 11 mg. Như vậy là từ 12 trở lên thì có 35 cộng 25 cộng 5. Chia cho 100 trái ha. 60-65 chia 100 là 0,65. Tìm tỷ lệ mẫu. Nhất ra tiết kiệm giấy. Bước 2 là kiểm tra. N nhân P có lớn hơn 5 không, và N nhân 11 trừ P mũ có lớn 5 không. N nhân P mũ các anh chị thấy là 100 nhân với 0,65 là bằng 65, rõ ràng lớn 5. Và N nhân với 1 trừ P mũ 100 nhân với 0,35 thì rõ ràng là bằng 35, lớn 5. Như vậy là thỏa điều kiện. Thỏa điều kiện đặt ra trong lý thuyết. Bước thứ 3. Ta tìm phân vị. Độ tin cậy là 92%. 1 trừ alpha bằng 92%. 0,92. Vậy các anh chị có alpha bằng 0,08. Như vậy là 1 trừ alpha chia 2. 0,04, 0,96 ha. Cho nên dẫn đến Z 1 trừ alpha chia 2 Z 0,96. Các anh chị thấy cột 9599 nè. 9599 thì ứng với dòng là 1,7, cột là 0,5, tức là 1,75. Sai số ước lượng. Epsilon bằng Z 1 trừ alpha chia 2 nhân với căn bậc 2. P mũ nhân với 1 trừ P mũ chia N. P mũ là 0,65, 0,35.
chia cho 100. Số bé quá chỗ này mắc đẹp các bạn. Sáu là 0,0835. Bước thứ 5. Kết luận. Vậy khoảng ước lượng cho tỷ lệ. Tỷ lệ của cái gì? Cho tỷ lệ trái lời 1. Với độ tin cậy 92%. P mũ trừ epsilon, P mũ cộng epsilon 0,65. Trừ đi 0,0835. 0,65 cộng với 0,0835. Số 5 trừ đi 0,0835 0,5665 rồi 0,65 cộng 0,0835 0,7335. C, mục C. Có ý kiến rằng hàm lượng vitamin trung bình là 10 mg. Kiểm tra ý kiến trên. Vậy mức ý nghĩa là bút
đẹp mà chữ xấu á, mình nói. Thế thì nó thuộc cái dạng bài so sánh trung bình với một số. Hay là nói cách khác là kiểm định giả thiết cho kỳ vọng. Phương pháp thì các anh chị xem lại thêm trong lý thuyết hoặc là xem cái tóm tắt trong lời giải các đề thi các cái học kỳ trước. Bước 1. Phát biểu giả thiết. Và đối thuyết. Giả thuyết ở đây là trung bình tổng thể là 10 mg, còn đối thuyết khác một sẽ là một khác ha. Ta tìm phân vị. Alpha là 6%, 0,06. Suy ra 1 trừ alpha chia 2 là 0,97 ha. Cho nên z của 1 trừ alpha chia 2, z của 0,97. Nãy tìm chưa ta? Chưa. 6,97 lum. 97. 97 là 0,9699 nè. Vậy ta, ta hơi mờ à. Ứng với dòng 1,8 và ứng với cột là 0,08. Vậy là 1,88. 1,88. Giải cái đề này, bút này hết mực luôn. Bước thứ 3. Tính giá trị thống kê kiểm định. Giá trị thống kê kiểm định. Chất 0 bằng x gạch trừ đi
mu 0 chia cho S nhân căn bậc 2 của N. Mười một phẩy sáu trừ đi mu 0 là 10, căn bậc 2 của 5,899 ha. Nãy mình không tìm luôn cho rồi. Sáu trừ đi 10 chia căn bậc 2 của 5,899 nhân với 10, 6,58765, tức là 5877. 6,5877. Bước thứ tư là miền bác bỏ. Chúng ta biết rằng là bác bỏ hay không, nếu phải chia nếu trị tuyệt đối của dịch 0 lớn hơn chết của 1 trừ alpha chia 2, trị tuyệt đối của 6,5877 lớn hơn 1,88, lớn hơn 1,88 đúng. Vậy chúng ta bác bỏ hay không và chấp nhận H1. Như thế nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hàm lượng vitamin trung bình là 10mg là sai. Sai. Do đó có ý kiến cho rằng như thế, vậy cái hàm lượng vitamin như cái ý kiến là sai. Bác bỏ chuyện này.
đây. Lời khẳng định tỷ lệ trái cây loại 1 là 60% có được chấp nhận hay không với mức ý nghĩa 4%. Có chấp nhận cái khẳng định. Tỷ lệ trái cây loại 1 là 60%. Chấp nhận không? Ở đây với mức ý nghĩa là 400. Như vậy đây là cái dạng bài nó thuộc, đây là cái dạng bài so sánh tỷ lệ với một số. Hoặc là mình nói cách khác là kiểm định giả thiết cho tỷ lệ. Kiểm định giả thiết cho tỷ lệ. Bước 1. Ta phát biểu giả thuyết và đối thuyết. Cái không là tỷ lệ là P ha. 60% là 0,6. Còn đối thuyết là khác thôi. Bước 2 chúng ta tìm phân vị. Khuya nay cái này gần sáng có đáp án. Manchester United sẽ đá với Atalanta của Ý. Hy vọng là thức tới đó coi được. Alpha là 0,04. 4% mà. Thì 1 trừ alpha chia 2. 0,98. Hồi nãy mình mỗi cái câu nó có một cái vết riêng ta. Trả lại lưỡi luôn. 96, 97, 98, 95 đúng không? Mỗi câu một số luôn.
Thầy cô soạn đề kỹ thiệt. Không phi 98. Mình lấy cái số mà gần 0.98 mà nhỏ hơn chút xíu, 0.9798. Bên kia là 0.9803 nè. Thì ứng với dòng là 2 và cột là 0.05, vậy là 2.05. Bấm cái tờ nó vuông cái đề để đỡ lạc mắt. 2.05. Thứ ba, tính giá trị thống kê kiểm định. Chữ O kiểm định, chữ càng ngày càng xấu thôi. Bút này khó cầm. Chất 0 sẽ bằng P mũ trừ P 0 chia cho căn bậc 2, P mũ nhân 1 trừ P mũ chia N. Theo câu B đó thì cái P mũ là 0.65, trừ đi P0 là 0.6. Chia cho căn bậc 2 của 0.65 nhân với 0.35, 1 trừ P mũ. Rồi chia cho căn bậc 2 của N, mình nhân ở trên đây luôn đi. Đi lên tầng thứ nhất luôn. Phải 04828 là 1.0483. Chúng ta biết rằng là đây là cái mình nói là miền Bắc bỏ. Chúng ta biết rằng là H0 mà Bắc bỏ. Khi và chỉ khi trị từ đó có z 0 nó lớn hơn z của 1 trừ alpha chia 2. Tức là trị tuyệt đối của 1.0483 phải lớn hơn 2.05. Nhìn thấy sai rồi ha. 0.483 lớn 2.05, chấm là sai. Có nhiều cách trình bày các anh chị ha. Đây là một cách nói. Và sai có nghĩa là sao? H0 không có bác bỏ được.
và chưa đủ cơ sở. Để bác bỏ không? Chưa đủ cơ sở để bác bỏ hay không? Và tới đó là kết thúc luôn cái bài số 1, 4 điểm. Chắc mỗi câu 1 điểm. Chưa đậu ha. Mới có 4 điểm mà sao đậu được. Kiếm điểm ở những cái câu khác. Câu số 2. Trong một nghiên cứu để ước lượng tỷ lệ cư dân trong một thành phố nào đó và các vùng ngoại ô ủng hộ việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân. Nói gọn là người ta thăm dò xem thử có ủng hộ xây dựng nhà máy hạt nhân hay không trong thành thị với ngoại ô kế bên. Người ta thấy rằng 63 trong 100 cư dân thành thị ủng hộ, trong khi chỉ 59 trong 125 cư dân ngoại ô ủng hộ. Có sự khác biệt tỷ lệ cư dân thành thị và ngoại ô trong việc ủng hộ việc xây dựng nhà máy hạt nhân hay không? So sánh hai tỷ lệ, yêu cầu dùng cả hai phương pháp miền bác bỏ và pè giá trị. Câu 2. Thành thị là 63/100 ủng hộ. Rồi ngoài ô, vùng ngoại ô tôi có căn nhà xinh, bài hát vậy đó ha. Tuy bé nhưng thật xinh. Ngoại ô là 59/125 cư dân ủng hộ. Có sự khác biệt không? Cái mức ý nghĩa là 5%. Như vậy chúng ta phải xác định cái dạng bài. Là so sánh hai tỷ lệ. Cái thứ nhất là mình chuẩn bị ta có các cái tỷ lệ mẫu này. P1 thành thị theo thứ tự đi, 63/100 là 0.63. Rồi 59/125 có chia có chẵn không?
47 ha. Xác suất cũng hay 63 cộng 59 chia 100 cộng với 125 122 chia 225 122 chia 225 nó lẻ thôi để phân số đó tí xử lý. Bước 1 là phát biểu. Giả thuyết. F0 P1 bằng P2 hay tỷ lệ tổng thể khác 1 khác P2. P1 ở đây chúng ta hiểu rằng là cái tỷ lệ tổng thể mà người thành thị ủng hộ. P2 mình hiểu là tỷ lệ tổng thể mà người ngoại ô ủng hộ. Ở đây là hai cái mẫu thôi. Kiểm tra điều kiện, nhiều điều kiện lắm á. NP1 100 nhân với 0,63 mà số 3 lớn 5 rồi. N nhân với 1 trừ P1 100 nhân với 0,37 bằng 37 lớn 5. M nhân với P2 mũ là 125 á. Số 2 nhân với 0,472 59 đó thôi. M nhân với 1 trừ P mũ P2 mũ 125 nhân với 1 trừ 0,472. Thực ra là 125 trừ 59 là bao nhiêu? 15 trừ 9 là 6. 66 lớn 5. Đúng luôn. Như vậy điều kiện thỏa hết rồi. Bước 3 là phân vị thôi. Alpha của mình là 5%. 0,05.
1 trừ alpha chia 2 bằng 0, 1 trừ đi 0,025 là 0,975. Và một lại một cái hằng số khác, tan số khác, tùm lum hằng số luôn, 9,975. Đây chúng ta viết là 1,96. Bước thứ tư. Tính giá trị thống kê kiểm định. Chết chưa đâu. P1 mũ trừ P2 mũ. Chắc căn bậc 2. P mũ nhân với 1 trừ P mũ. Nhân với 1 trên N cộng 1 chia M. Số 3 trừ 0,472. Chữ P mũ của mình là 1,22 chia 2,25. Quá trừ số luôn.
Bước 4, bước 5. Miền bác bỏ. Trị tuyệt đối chất zero là 2,3638 lớn hơn z của 1 trừ alpha chia 2 là 1,96. Nên bác bỏ H0. Bác bỏ H0 thì kéo theo chấp nhận H1. Chấp nhận H1 nghĩa là sao? H1 có nghĩa là hai cái tỷ lệ ủng hộ nó là khác biệt. Có sự khác biệt không? Câu trả lời là có. Có sự khác biệt. Giữa. Thành thị và ngoại ô. Trong việc, dĩ nhiên là trong việc ủng hộ xây dựng nhà máy điện vậy ha. Thôi từ đó các anh chị tự viết được. Để tìm ra liệu một loại huyết thanh mới có kiềm hãm được bệnh bạch cầu hay không, chính con chuột, tất cả các con đều trong giai đoạn tiến triển của bệnh được chọn. 5 con chuột nhận trị liệu và 4 con thì không. Thời gian sống theo năm từ thời điểm thí nghiệm bắt đầu là như sau. Cho các bạn trị liệu thì có 5 con đó, thì lần lượt sống là 2,15, 1,35, 1,45, 1,46, 1,95. Không trị liệu thì 4 con thời gian sống là 1,95, 0,55, 2,85, 3,15. Tại mức ý nghĩa 5%, huyết thanh có thể được nói là có hiệu quả hay không? Giả sử hai tổng thể có phân phối chuẩn với các phương sai bằng nhau. Hiệu quả nghĩa là sao ta? Hiệu quả có nghĩa là kìm hãm được bệnh bạch cầu. Mà kìm hãm nghĩa là sao? Có nghĩa là sống lâu. Câu 3. Câu 3. Giải vậy rồi.
về cái mẫu để xử lý từng mẫu một. Phía 3 còn phía 4 còn 4,6 còn và 0,9 còn. Một con 0,5 một con, 2,8 một con, 3,1 một con. INI 1,1, 5,3, 1,4, 0,6 rồi 0,9. Ít khi bình lại số gì trả
8, 6, 14, 9, 3, 3, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 10, 16, 16, 22, 1, 3, 3, 2, 6, 6, 9, 15, 16, 6, 8, 5, 4, 2, 2, 4, 16, 6, 8, 14, 1, 5, 16, 6, 9, 1, 5. Chính bình phương. Và 25 rồi. 1.8 bình phương. 7.84. 3.1 bình phương. 9.61. 9 là 14 với 8. 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 5, 5, 3, 8. 6, 4, 10, 11, 11, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 6, 3, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 12, 3, 9, 1. Trung bình của mẫu thứ nhất 4,3 chia cho 5 8,3 chia 4. 5,3,2,7,5
3,103 164 5.3275 trừ đi 2.075 phường 1.021875 chị ba số chẵn là 3.625 và bước 1 phát biểu giả thiết và đối thuyết. Các không ở đây là 11 bằng 12. Các 1 là 11 lớn 12. Ở đây chúng ta hiểu 11 thời gian sống trung bình của tổng thể. Được điều trị. Còn 12 thời gian sống trung bình của tổng thể không được điều trị.
11 lớn 12 có nghĩa là vaccine hiệu quả này. Quả là thời gian sống tăng. Bước 2. Bài toán rơi vào trường hợp là không biết phương sai. Nhưng mà giả sử hai tổng thể có phân phối chuẩn và các phương sai bằng nhau. Biết sigma 1 bình bằng sigma 2 bình. Thì cái bài nãy có thiếu sót cái gì ta? Có p giá trị nè. Xong rồi cuối bài. Thứ ba, tìm phân vị. Đây 0,957. Student. Bảy. 0,95 là 1,8946. 1,8946. Đúng.
sủa nhiều. Cái cửa này nhé, mở cửa cái màn luôn. Tính là thống kê kiểm định. Phương xây mẫu chung. Nhà là 5 trừ 1 là còn 4 đó. Nhân với S1 bình phương 3,883 cộng với M trừ 1 4 trừ 1 là 3. Nhân với S2 bình phương 1,3625. N là 5 cộng 4 trừ 2. Chia cho 7. 2,802782. Tại vì rồi sẽ bằng y gạch trừ y gạch chia cho SP căn bậc 2 của 1 chia n cộng 1 chia m. Nó vậy thôi ha. X gạch là 2,86 trừ đi 2,075 thì SP là 1,6742.
1 trên 5 chia 4. Trên 5 cộng với 1/4 0,69896, như vậy 0,6990 gần bằng. Thứ 5, miền Bắc bỏ. Thì theo lý thuyết chúng ta biết rằng là bác bỏ hết không khi và chỉ khi T0 lớn hơn T có 1 trừ alpha để trên 90 lớn hơn 1,8946. Bác công thức này sai. Cho nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ không. Chưa đủ cơ sở để bác bỏ hay không, có nghĩa là thời gian sống trung bình của người của cái nhóm mà không phải người mà là của nhóm mà điều trị hay không điều trị là vẫn như nhau. Và chưa đủ cơ sở để bác bỏ hay không, và như vậy là chưa đủ cơ sở để chấp nhận hết một. Như vậy chưa đủ cơ sở để bảo rằng là quyết thanh có hiệu quả. Cơ sở để nó đây chúng ta có một chút bổ sung.
bài 12. Gọi là P giá trị. P bằng 2 nhân với 1 trừ phi chia rồi. Dịch chia rồi là gì? Gục lại các bạn. Phi của 2,36 phi của 2,36 là bao nhiêu? Và 6 là 0,9909. Phi P bằng 0,0182, nhỏ hơn 0,05. Bằng alpha. Nên bác bỏ hay không? À, cũng bác bỏ hay không như lúc nãy. Cục 4. Dạ. Ok.
6 giá trị y từ 1 tới 6 đó. Số 8. Đến bình phương cộng 30 bình phương cộng 45 bình phương cộng 60 bình phương, 75 bình phương, 12375. Số 34. Không nhân 8 thôi. 15 nhân 12 cộng với 30 nhân 25, 45 nhân 31, 60 nhân 44, 75 nhân 48, 8565. Chú ý n bằng 6. Số 5.
trừ đi 225 mét vuông thì 6. Ba chín ba bảy phẩy năm tên không phẩy năm bảy năm hai ba. Ủa, chỉ số được này. Y gạch là sigma của xy điểm chia cho 6. Y gạch là sigma của xy là 225 điểm chia cho 6. Số phẩy bốn ba phương trình hồi quy tìm phương trình hồi quy tuyến tính đơn y theo x. Y mũ bằng đâu có y mũ gì đâu, beta zero sáu phẩy bốn ba cộng với 0,57 525 giải thích ý nghĩa của beta 1 nhận được, beta 1 mũ nhận được.
Nghĩa là nếu mà cái nhiệt độ đó mà nó tăng lên 1 độ C, là nhiệt độ bỏ một lên tăng hoặc là giảm 1 độ C thì khối lượng hòa tan trong 100 g nước tăng hoặc là giảm 5752 g. Câu B. Dự đoán khối lượng hòa tan trong 100 g nước ở nhiệt độ 50 độ C. X bằng 50 độ C thì Y bằng 6,43 cộng 0,5752 nhân với 50. Sáu chấm bốn ba cộng với 0,752 nhân với 50 35,19 6.43 0.5752 35,19 vậy ở 50 độ C thì khối lượng hợp chất tan trong 100 g nước khoảng 35,19 g. Đây, vậy thì tới đây một cái lời giải cho cái đề thi môn xác suất thống kê ca thứ nhì học kỳ 2020-21 ngày thi 28 tháng 10 năm 21, đến đây là xong. Chúc các anh chị cũng thi tốt và mọi chuyện tốt lành ha.